VN YouTuber xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, trong bản tin trước, chúng ta đã nghe ông Duterte, Tổng thống Philippines, trả lời phỏng vấn của Đài Phượng Hoàng Hồng Kông. Trong đó ông nói chuyến thăm Trung Quốc lần này, ông muốn đặt vấn đề nhờ Trung Quốc hỗ trợ vũ khí cho Philippines. Chúng ta biết rằng Philippines có hiệp ước đồng minh với Mỹ và Mỹ cũng đã triển khai quân ở một số căn cứ trên đất Philippines. Thông thường, nhiều người cho là làm đồng minh với Mỹ thì Mỹ sẽ cung cấp vũ khí cho để xây dựng quân đội. Tuy nhiên thực tế không phải như vậy. Trang bị của quân đội Philippines tính đến thời điểm hiện tại có thể nói là rất nghèo nàn lạc hậu với chủ yếu là các loại vũ khí phương tiện từ thời Thế chiến thứ hai và chiến tranh lạnh. Lục quân không có xe tăng chiến đấu, hải quân không có tàu tên lửa, không quân không có tiêm kích. Để chiến đấu, chống mối đe dọa từ hướng biển, Philippines vẫn chưa có tên lửa phòng không hiện đại và thiếu các tên lửa chống hạm uy lực. Là một đảo quốc, nhưng lực lượng hải quân đánh bộ của họ tuy có đến 8.000 binh sĩ nhưng lại rất thiếu các loại hỏa lực chi viện cho hoạt động đổ bộ như xe tăng lội nước. Hàng năm Mỹ có viện trợ quân sự cho Philippines, nhưng các khoản viện trợ đó không thấm vào đâu so với khoản tiền cần thiết để nâng cấp hay thay thế trang bị lạc hậu, chứ chưa nói đến mua mới. Tháng 8 năm 2012, trên báo The Guardian của Anh có đăng một bài báo với tiêu đề là mỹ giúp philippines tăng cường năng lực quân sự nội hàm cái tiêu đề của bài báo khá to nhưng thực chất hành động của mỹ thì lại rất bé trong bài báo người ta viết rằng mỹ đang giúp philippines hiện đại hóa và cải thiện khả năng quân sự của mình khi đối mặt với các cuộc đối đầu ngày càng tăng với trung quốc về chủ quyền trên biển đông và sự giúp đỡ đó được chỉ ra là việc mỹ chuyển giao cho hải quân philippines hai tàu hải quân cùng với việc triển khai máy bay chiến đấu radar duyên hải và thậm chí cả một số binh lính Mỹ đến lãnh thổ Philippines. Hai con tàu được nhắc đến ở đây là hai tàu tuần tra duyên hải lớp Hamilton đã hết niên hạn sử dụng theo tiêu chuẩn quân đội Mỹ và được chuyển giao cho Hải quân Philippines. Cũng trong bài báo này, phát ngôn viên lực lượng không quân Philippines, khi đó là ông Miko Okon, nói rằng Philippines cũng đã gửi yêu cầu về một phi đội máy bay F-16 đối với Mỹ. Ông này nói, Chúng tôi đã nói với các quan chức quốc phòng Mỹ rằng chúng tôi muốn có được những thứ này như một phần trong những yêu cầu trong quan hệ hợp tác quốc phòng của chúng tôi với Mỹ. Tuy nhiên thực tế từ 2012 đến nay cho thấy là Philippines đã không có một phi đội máy bay F-16 nào như họ mong muốn. Từ năm 2012 đến nay, những thứ nổi bật nhất mà Mỹ viện trợ cho Philippines gồm có hai tàu tuần tra cũ lớp Hamilton, hai máy bay vận tải C-130 và trong tháng 9 năm 2016 vừa qua, phía Mỹ tuyên bố sẽ gửi cho Philippines hai máy bay tuần tra C-23 đã qua sử dụng của quân đội Mỹ vào tháng 12 tới đây. Tất cả những thứ này không phải là cho không, mà nó đều được trừ vào khoản viện trợ quân sự của Mỹ cho Philippines. Chẳng hạn như khi chuyển giao cho Philippines hai chiếc C-130 đổ cũ, Mỹ đã gộp hai chiếc này với một số vũ khí để trang bị cho hai tàu lớp Hamilton đã chuyển giao trước đó, để tính vào khoản viện trợ quân sự 50 triệu đô la cho Philippines năm 2015. Nói đến viện trợ quân sự, Đầu năm 2016, đại sứ Mỹ ở Philippines cho biết, năm 2016 này, Philippines sẽ nhận gói viện trợ quân sự trị giá hơn 120 triệu đô từ Mỹ. Đây là khoản viện trợ lớn nhất trong vòng 15 năm qua. Cụ thể, trong đó có 79 triệu viện trợ quân sự và 42 triệu từ chương trình hợp tác sáng kiến hàng hải Đông Nam Á của Mỹ. Ông đại sứ Mỹ cũng cho biết, kể từ năm 2002 đến nay, tổng cộng Mỹ viện trợ quân sự cho Philippines gần 500 triệu đô. Con số gần 500 triệu tính gộp lại thì là một khoản có ý nghĩa, nhưng nó trải đều ra 15 năm. Trong khi đó, chỉ tính từ 2012 đến nay, Philippines đã bỏ ra hơn 1 tỷ đô để mua sắm các trang thiết bị quân sự mà cũng chỉ mua được 12 chiếc máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 của Hàn Quốc và hai tàu tuần tra. Chính trên ý nghĩa như vậy mà tân tổng thống Philippines hôm mùng 6 tháng 10 đã khẳng định Philippines sẽ trụ vững ngay cả khi không có viện trợ của Mỹ. Sau lời phát biểu của ông Duterte, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cũng khẳng định Philippines hoàn toàn có thể sống mà không có viện trợ và rằng quốc hội sẽ cung cấp tiền cho quốc phòng nếu không có các nguồn khác. Thưa các bạn, với một vài nét ở trên, chúng ta đã sơ lược thấy được bức tranh mối quan hệ quốc phòng Philippines và Mỹ. Thực tế đó cho thấy là sự trợ giúp về trang bị, vũ khí của Mỹ cho Philippines không đáng kể và khi có thì cũng chỉ là những thứ đã sắp vào bảo tàng. Sau đây, để hiểu rõ hơn vấn đề, chúng ta hãy cùng tóm lược các nét tổng quát về trang bị của quân đội Philippines. Số lượng quân thường trực của Philippines có nhiều nguồn tin với những ước lượng khác nhau. Theo tạp chí Hỏa lực Toàn cầu, thì toàn bộ lực lượng vũ trang Philippines có 220.000 người và 430.000 quân dự bị. Trong khi đó, theo con số ước lượng của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS, thì lực lượng quân đội Philippines có 40.000 người trong lục quân, 10.000 người trong hải quân và 10.000 người trong không quân. Còn số liệu của trang mạng thấu théo của Trung Quốc cho rằng quân đội Philippines có tổng quân số 125.000 người, lực lượng dự bị 130.000, phân chia thành lục quân, hải quân và không quân. Lục quân có 70.000, hải quân có 24.000 và không quân có 15.000. Lục quân Philippines theo Wikipedia hiện có 10 sư đoàn đánh số từ 1 đến 10 và một sư đoàn bộ binh cơ giới. Ngoài ra, có 3 lữ đoàn kỹ thuật, một trung đoàn thông tin, một trung đoàn pháo binh, ba trung đoàn lực lượng đặc biệt. Trong số 10 sư đoàn thì sư đoàn 1 có quân số trên 20.000 người, gồm 4 lữ đoàn bộ binh và một lữ đoàn cơ giới. Đây được xem là lực lượng cơ động để phản ứng lại tất cả các mối đe dọa về an ninh và quốc phòng của Philippines. Ngoài sư đoàn 1 ra, các sư đoàn còn lại chỉ có quân số 6.000 hoặc 7.000 người. Vũ khí chính của lục quân Philippines chỉ có xe bọc thép và pháo cùng một số loại súng chống tăng chứ không có xe tăng. Các loại xe bọc thép gồm có xe M113 của Mỹ Hiện nay, quân đội Philippines đang tiếp nhận chuyển giao các xe bọc thép M113 nâng cấp trong chương trình nhận chuyển giao vũ khí cũ của Mỹ. Về súng cá nhân, năm 2013, Bộ Quốc phòng Philippines đã tuyên bố công ty Remington của Mỹ thắng thầu trong việc cung cấp hơn 50.000 súng trường M4 để thay thế cho các súng cá nhân mà quân đội Philippines đã trang bị từ thời chiến tranh Việt Nam. Việc giao hàng đã bắt đầu từ tháng 7 năm 2014 và đến tháng 12 năm 2015 đã hoàn thành. Đầu năm 2014, quân đội Philippines cũng đã đặt hàng 400 khẩu RPG-7 từ Hoa Kỳ để thay thế cho các loại súng không giật M-18 và M-67 đã lỗi thời trong biên chế của họ. Việc giao hàng các khẩu RPG-7 đã hoàn thành vào cuối năm 2014. Về pháo, lực lượng lục quân Philippines sử dụng các loại pháo 105 ly, 155 ly và các loại súng cối theo tiêu chuẩn quân đội Mỹ. Về hải quân, hải quân Philippines hiện chỉ có hai tàu tuần tra lớp tông đã qua sử dụng được Mỹ chuyển giao là đáng kể. Các tàu này có trọng tải 2.000 tấn, đã được sửa chữa đôi chút. Ngoài ra, còn có 6 tàu tấn công đa năng loại nhỏ, 6 tàu nhỏ ven sông do Mỹ đóng, 10 tàu tuần tra đa năng của Nhật, một tàu đổ bộ. Hải quân Philippines cũng có một số máy bay, gồm 5 trực thăng AVK-109, 2 trực thăng chống ngầm AVK-159. Trong lực lượng hải quân Philippines, bộ phận lớn nhất là lực lượng hải quân đánh bộ với quân số ước tính khoảng 8.000 người. Mặc dù có lực lượng thủy quân lục chiến với quân số đông, nhưng trang bị của lực lượng này cũng khá lạc hậu và yếu. Cụ thể là ngoài các loại súng cá nhân thì chỉ có xe bọc thép mà không có xe tăng lội nước đi kèm, mặc dù Philippines có tàu đổ bộ cỡ lớn. Về không quân, cho đến thời điểm này, không quân Philippines có hai chiếc máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 là những chiếc đầu tiên được chuyển giao theo hợp đồng mua 12 chiếc ký với Hàn Quốc vào tháng 3 năm 2014. Số còn lại đều là các máy bay cũ như ba máy bay huấn luyện AS-211 đã được nâng cấp để làm nhiệm vụ không đối đất. 10 chiếc máy bay cánh quạt OV-10, gồm một số OV-10A được nâng cấp lên chuẩn OV-10M, cùng một số OV-10C do Thái Lan cung cấp từ năm 2003-2004. Kế đó là 10 chiếc máy bay tấn công hạng nhẹ SF-260TP của Italia. Đó là những vốn liếng ít ỏi của lực lượng không quân chiến đấu Philippines. Lực lượng không quân vận tải và trực thăng của Philippines có 3 chiếc CASA C-295 đang phục vụ, 2 chiếc CASA NC-212 đang đặt hàng, 2 chiếc trực thăng S-76 được tân trang và chuyển đổi thành máy bay cứu thương, 18 chiếc máy bay huấn luyện mới SF-260F, 8 trực thăng AVK-109, 8 trực thăng PZLVK-3, 21 trực thăng UH-1 được tân trang lại và sẽ được chuyển giao. Như vậy, có thể nói là lực lượng và trang bị của quân đội Philippines khá mỏng và thiếu trang bị so với yêu cầu cần đối phó các mối đe dọa từ Biển Đông. Như từ đầu đã nói, là sự hỗ trợ của Mỹ cho Philippines về trang bị rất hạn chế. Các loại vũ khí được chuyển giao đều tính để trừ vào tiền viện trợ. Trong bối cảnh này, có thể hiểu được vì sao Duterte lại tuyên bố có thể đề nghị Trung Quốc hỗ trợ vũ khí bằng cách cho vay hoặc hỗ trợ. Đó là xuất phát từ thực tế rằng trang bị của quân đội Philippines quá lạc hậu. Tuy nhiên, như trong bản tin trước đã trình bày, Duterte cũng đã giới hạn mục tiêu các loại vũ khí là để phục vụ cuộc chiến chống khủng bố, tức là các loại vũ khí cá nhân. Về tàu, ông Duterte đặt ra mục tiêu là các tàu nhỏ tốc độ cao có thể dùng để chống khủng bố, nên có thể hiểu là các tàu tuần tra nhỏ được vũ trang bằng pháo và súng máy. Dĩ nhiên, Duterte cũng không thể đi xa hơn với yêu cầu mua tàu tên lửa hay các loại tên lửa chống hạm, vì một là Trung Quốc chẳng dạy gì mà bán cho Philippines các loại vũ khí đó, và hai là có bán, thì Philippines cũng chưa chắc đã có tiền mặt để trả và người Philippines cũng chưa chắc đã an tâm khi sử dụng nó trong một cuộc chiến tranh trên biển. Trong hoàn cảnh đó, tôi cho rằng việc tuyên bố mua vũ khí Trung Quốc của Duterte có tính chất nước đôi. Một là nó là đòn gió nhằm thúc ép Mỹ trang bị cho Philippines những loại vũ khí tốt hơn những vũ khí đồ cổ như hiện nay. Hai là nếu ăn may mà Trung Quốc hỗ trợ vũ khí cho Philippines thật thì Philippines cũng chẳng mất gì. Mỹ sẽ không vì thế mà rời khỏi Philippines. Vì rất khó khăn Mỹ mới trở lại được vịnh Subic. Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.